Hỏi: khi niệm Phật mà tâm tán loạn thì nên điều phục như thế nào? Đáp: niệm nhiều thêm thì sẽ không tán loạn nữa. Hoặc như một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày nhất tâm bất loạn. Quý vị không thường niệm thì đương nhiên là tán loạn rồi. Hỏi: lúc xưa con đã từng giết qua hơn cả vạn con trùng phân, trùng đất. Vậy nếu trì chú vãng sanh thì phải trì bao nhiêu biến mới tiêu trừ được những tội nghiệp sát sanh đó? Đáp: nếu con đoạn được dục niệm thì trì một câu chú cũng linh rồi. Còn nếu không đoạn trừ được dục niệm thì dầu cho con có trì tới cả vạn câu cũng không có linh nghiệm đâu. Hỏi: tự tánh Bồ Đề xưa nay vốn thanh tịnh đầy đủ, vậy từ đâu sanh ra niệm vô minh? Đáp: tất nhiên, nếu không có vô minh thì con đâu có mặt ở đây. Hỏi: xin hỏi, với kinh nghiệm tu hành của Hòa Thượng thì làm thế nào để điều hòa tâm tánh để đối diện với các ngoại cảnh như ở gia đình, ở sở làm, con cái và về sinh lý, sự lo âu cùng các thứ dục vọng xung đột trắc trở với nhau? Thỉnh Hòa Thượng dùng cách so sánh linh hoạt và cụ thể để giảng, chứ đừng nói theo lối truyền bá nhồi nhét. Đáp: không có tham sân si là được rồi. Hỏi: xin hỏi, sau khi viên tịch thì sư phụ muốn đi đâu? Đáp: không có chỗ nào để đi cả. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha.